Thưa quý vị, các cơ sở tâm linh tín ngưỡng luôn là nơi thu hút đông du khách và người dân tới tham quan chiêm bái. Đây cũng là nơi tiềm ẩn các nguy cơ về mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhằm đảm bảo giảm tới mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra tại các đình chùa, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng. Mới đây, Công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu di tích Đền Đức Thánh Cả. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận trang thiết bị thực tế tại cơ sở như bình chữa cháy xích tay, bảng nội quy phòng cháy, hệ thống chữa cháy bằng nước và các thiết bị khác đã tương đối đầy đủ. Qua công tác kiểm tra thì cũng sao, đa phần thì cũng chấp hành tốt về công tác phòng cháy. Nhưng còn một số các cái lưu ý là sao, vì nhất là sao về người dân đây là khi đến thắp hương thờ cúng ấy, thì mọi người cũng phải lưu ý là sao, phải những nơi được phép, được cho phép đấy thì thắp hương thờ cúng. Thứ hai là sao, người dân thì cũng phải tốt những cái nơi vàng hóa vàng mã thì là đúng nơi quy định. Cơ sở thôn cũng đã lắm được và tiếp thu, thực ra là cũng nhận thức được một số cái nội dung trong cái công tác lễ hội này sau khi tiếp thu và sẽ triển khai để thực hiện. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy nên tính đến thời điểm hiện tại, các điểm di tích nơi diễn ra lễ hội trên địa bàn xã Hồng Quang đều đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Công an xã Hồng Quang đã xây dựng các cái kế hoạch cũng như các cái phương án để đảm bảo bố trí lực lượng tuần tra cũng như là phân công cán bộ chiến sĩ. Hàng ngày thì có một cán bộ chiến sĩ là chuyên trách trực bên này cùng với cả hai đồng chí công an viên để thứ nhất là phục vụ công tác đảm bảo an ninh, thứ hai là đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cũng chỉ đạo tiểu ban quản lý di tích làm tốt công tác tuyên truyền tới du khách thập phương cũng như bà con nhân dân nơi đây để hạn chế thắp hương ở khu thờ tự. Thế và đặc biệt là cái công tác phòng cháy chữa cháy thì về cơ bản thì chúng tôi ở cơ sở thì cũng đã chuẩn bị tốt. Nhưng tháng đầu năm, việc tham gia qua hoạt động lễ hội đã trở thành thói quen với nhiều người và nhiều gia đình. Đặc biệt, việc thắp hương, đốt vàng mã luôn tồn tại trong các khu vực đền chùa. Vì vậy, nguy cơ cháy nổ là luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy không được chú trọng. Năm 2023, Công an huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, ký cam kết 100% các cơ sở, đình, đền, chùa, các điểm vui chơi, giải trí, tập trung đông người, chỉ đạo lực lượng công an cấp xã, tham mưu cho ủy ban cùng cấp, chỉ đạo và thực hiện chức năng cao hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mặt khác, Công an huyện luôn chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng chủ động xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Việc đảm bảo phòng cháy tại đền chùa, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, ban quản lý di tích, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân khi đến vãn cảnh, chiêm bái. Do đó, mọi người cần tự nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng.